Vâng, chờ đợi kém vận động viên Ngô Thế Sao có một vài năm thôi, đó chính là vận động viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã có được một kỳ SEA Games 32 đầy thành công khi cô lần đầu tiên chạm tới tấm huy chương vàng ở nội dung 100m rào. Và không chỉ được mến mộ bởi tài năng, vận động viên xinh xắn này còn được nhiều người cảm mến bởi tinh thần và nghị lực không bao giờ bỏ cuộc. Bén duyên với điền kinh từ năm 12 tuổi, thế nhưng hơn một thập kỷ, thành công ở đấu trường khu vực vẫn chưa một lần mỉm cười với Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Ngay cả khi tham dự SEA Games 31 trên sân nhà, cô cũng gặp vấn đề về sức khỏe và chỉ về đích cuối cùng ở nội dung 100m rào. Thậm chí tới kỳ đại hội vừa qua, số phận lại thêm một lần thử thách cô gái sinh năm 1999. Thế nhưng may mắn là gương mặt buồn bã năm nào giờ đã được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ của người chiến thắng. Lạ, chưa một ai biết đến. Trước khi SEA Games thì em cũng đã bị Covid trước 2 tuần, em phải nhập viện. Thì lúc mà em bị thì huấn luyện viên cũng điều chỉnh giáo án cho em, thì cũng cho em nghỉ mấy ngày và tập luyện kiểu nhẹ nhàng đi để cho nó hồi lại thì mới có thể là vào được cái cường độ. Không quá khi nói rằng sự nghiệp của Mỹ Tiên luôn là một chuỗi đánh cược với chấn thương. Không chỉ mắc Covid, y đài biết rằng Mỹ Tiên còn luôn phải cắn răng trong từng buổi tập để vượt qua nỗi đau đầu gối không thể chữa trị dứt điểm. Những bài bổ trợ vì thế cũng phải hạn chế. Tuy nhiên, đó lại là lúc mà Mỹ Tiên phát huy sức mạnh lớn nhất của mình là bản lĩnh và nghị lực phi thường. Thì em lúc nào cũng động viên mình là phải cố lên, phải cố gắng. Bây giờ phải vượt qua nó đi. Bây giờ cứ suy nghĩ đến nó mà kiểu tiêu cực thì mình sẽ không lên được. Với tư cách là đương kim vô địch Đông Nam Á, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đang rất hy vọng được đại diện cho điền kinh Việt Nam tranh tài tại ASEAN 19. Tất nhiên, cô vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện nếu muốn cạnh tranh huy chương tầm cỡ châu Á. Thế nhưng điều đó xem ra cũng không phải là một chướng ngại quá lớn, bởi với cô, điều quan trọng nhất vẫn phải là vượt qua chính mình, giống như cái cách mà cô đã làm suốt 12 năm gắn bó trên đường chạy.